xuất thân là một nghệ sĩ trong tổ chức của nhà nước, lại có người anh là một tên tuổi lớn. Nhưng nghe nói bước đầu sáng tác tình ca của Trần Tiến cũng không được suôn sẻ cho lắm. Phải mất một khoảng thời gian, người ta mới bớt e dè rồi hết hẳn. Lợi thế duy nhất của Trần Tiến là anh xuất thân ca sĩ, nên khi chuyển sang sáng tác, anh có thể tự trình bày những ca khúc của mình một cách sâu sắc theo ý mình, để đạt được tận cùng của nghệ thuật diễn tả. Trần Tiến trở thành một tên tuổi ăn khách, nhưng anh không chủ trương thương mại, mà tìm một hướng đi riêng. Suốt hơn 10 năm dòng dã, anh đi hát nhiều nơi, tiền thu được, anh gửi tặng các trường mồ côi, các trung tâm từ thiện nhi đồng. Nói tới nhạc tình của Trần Tiến, nhiều người gọi anh là một nhạc sĩ của dòng sông, bởi vì hầu hết các ca khúc của anh đều viết về hoặc thấp thoáng một dòng sông. Thật ra, trong thi ca trong âm nhạc hầu như tác giả nào cũng có một dòng sông tuổi nhỏ dòng sông kỷ niệm năm tháng trôi qua vật đổi sao rời biết bao nhiêu thứ đã bị cuốn trôi xóa mờ nhưng khi ta quay về dòng sông vẫn đợi chờ cho dù dấu tích cũ đã phôi pha cuộc tình xưa đã mất những kỷ niệm buồn vui của một thời vẫn còn sống mãi quanh quẩn đâu đó để rồi như mùa thu sẽ quay trở lại có lẽ đó cũng chính là tâm sự của trần tiến khi anh viết bản dòng sông mùa thu ca khúc kết thúc chương trình tuần này sẽ được trình bày có tiếng hát của trần thu hà với lời giới thiệu của chính tác giả trích trong cd có tựa đề chuyện phố bên